Đấy. Đấy, đây là bác Duy Mạnh đang thổi khen nhá. Nhảy đúng kiểu rồi. Đúng kiểu đấy. Quay quay quay. Rồi quay video, phải quay video rồi. Mới rồi thổi không vào tiếng rồi. Không, mình nhảy cái này này. Nhảy cái này này. Bây giờ. Đúng rồi. Chân anh đang thổi anh ơi, từ nhảy thế nào chân lọ là chân kia đấy, thổi từ nhảy thế nào, từ đây từ đây này nào nhỉ nào. Đúng rồi, đúng rồi đấy, đúng rồi đấy, đúng rồi. Thổi không cho tiền, cứ bắt nó thổi đau hết cả mồm ấy. Bây giờ bác chỉ cần thả hơi vào thôi. Cho cháu tiền này. Cho mỗi đứa mấy cái đồng này. Đấy, thổi ra tiếng thế này. Cái này kêu tiếng này nó kêu của gì? Nghe nào, mình chỉ cần thả hơi cái này thôi. Còn là còn lại là do cái này này, do em nhảy ra cái này thì nó mới đúng. Để chú Mạnh nhé, cháu xem thử sao rồi. Cháu xuống lên tiếng rồi. Chết mất rồi. Nào chú Hường làm lại đi nào. Giống phết. Ủa bé nào đấy? Bé đó. À, thổi hay này. Hàng 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 nào biết này, bé này biết này, bé này biết này, bé này biết này. Nào cháu xin nhờ nhảy kiểu của các cháu nào. Đấy, cho nó tiền đi nó nhảy. Nhảy đi cho tiền cho nó. Ở đây này chị này chị thuê cái váy này đẹp quá này, sao còn mình không thuê nhỉ? Hảo nó bảo là lên chỗ nào ấy cũng có ấy, chụp đẹp hơn sao? Đi chưa? Đi. Có tiền lẻ cho mỗi đứa một vài nghìn thôi, nhưng mà không đừng có đứa cho đứa không. Có tiền lẻ đâu? Có tiền lẻ. Kìa, có tiền lẻ không? Không có. Không cho nó chung nhau. Bảo chia, bảo sao chúng nó chia. Ôi, thế rồi. Ôi. Đùa. Đưa kìa. Cho mỗi đứa 10.000 nhá. Chia nhau nhá. 40.000 này. Chia đây này, mỗi đứa 10.000. Chia nhau nhá. Không được giải hết đâu nhá. Đưa quay đi. Em quay anh nhảy từ lẫy cười nó úp cả bụng. Ấy nhà của Bao đây này.
ngôi nhà quay phim. Ô chị Hà ơi, lại đi vướng người sao nhỉ? Em với chị như dở nhỉ, có cái mũ chả bỏ ra đội, cứ để trong ba lô làm gì ấy.